Hả? Đó, à quên, lộn, đang review xe hả quay hả? À, anh đang tập sức khỏe để phòng chống corona mà. Ừ. À, vô vấn đề chính. Thì như những lời yêu cầu của những anh em á, là kêu là anh em nói mình là kiếm một chiếc 150cc dành cho người mới chơi nữa đi. Thì đây, cái anh này á, là một người bạn của mình thôi. Thì ảnh lúc đầu á, mình ép giá cho anh em rồi. Thì ảnh nói là bán cái con xe này 48 triệu đi. Mà mình kêu thôi, anh giảm đi, cho fan của em mà người ta mua đồ đó chứ. Thì anh giảm 45 triệu rồi mình tiếp tục ép tiếp. Và bây giờ cái một chủ đề chính của mình đó là anh em ngắm chiếc xe này rồi mình nói tiếp. Hồi nãy giờ là anh em cũng đã ngắm hết xe rồi ha. Thì bây giờ mình hạ anh xuống là 45 triệu rồi ha. Bây giờ mình nói nữa, cái ông này, cái ông chủ xe này, mình phải tính sổ với ông mới được. Chơi xe sao đó mà không có kiểu như là dọn nhà dọn cửa, bị mất hết đi cái bản số VIN, cái dè VIN đó. Rồi ok, ông cho bản số độ thì tôi không tính. Nhưng mà ông phải fix cho anh em mà mua xe của tôi á là 500 ngàn nữa, là 45 triệu trừ 500 là 44 triệu 500 đúng không? Rồi, bên đây ông có độ cây bô nè, em quay ra đây. SC. Thì cây bô này nổ rất là đã nha. Thì bây rồi, nghe tiếng bô liền luôn nha, rồi mình nói tiếp. Đó là tiếng bô của nó. Cũng không có gì mà gọi là tan nát lắm đâu. Mình thấy nó vẫn êm bình thường. Có tiêu mà. Đó, đây là cái bố xe. Ông nói là ông lên 2 triệu mấy, còn 3 triệu á. 2 triệu đây. Cái này 2 triệu à. Mang cái này rẻ mà. Đó, thì đó, lên full system á. Cổ Titan này giả thôi. Nhìn là biết màu là màu giả rồi. Thì đó. Khi bây giờ không có bô zin cho anh em tôi thì 500 nữa là 44 triệu đã fix được xuống 44 triệu. Thì cái xe này cơ bản thì mình thấy nó cũng rất là can. Cái ô đo thì không quan trọng đâu, cái ô đo con này là hình như 20 ngàn, nhưng mà anh đi cũng thấy vẫn ổn. 44 triệu cho một chiếc xe này thì anh em về anh em mua đi dạo, đi chơi, đi phượt, chạy rất là ok luôn. Dán một chiếc xe gọi là dán naked, mà người mình á, mình gọi thích gọi là nắc. Đúng không? Gọi là nắc cho nó vui, với lại nó hay hay thôi chứ. Ngồi rất là thoải mái, mấy con này anh em đi dạo phố rất là thoải mái. Còn cái con xe bọt bên đây là hôm bữa mình đăng lên là mình đã fix hết rồi đó. Mình như lời hứa là mình fix hết, giờ hết chạy hết rồi. Là bữa đó là mình đăng lên trong 3 giờ là ảnh cọc trước, ai cọc trước thì mình để trước thôi. Nhưng mà ảnh cọc anh chưa lấy, anh kêu là anh dịch, anh chưa có điều kiện để lên đây anh lấy, cho nên bây giờ phải dời lại, anh muốn cọc trước để cho mình giữ xe trước cho ảnh, không có bán cho ai, đó là gọi là cọc ha. Thì giờ mình quay lại con này đi. Vì cái con này với lại con kia nó không khác gì nhau hết.
ở dưới khác cái dàn áo ghi đông rồi cái smart key hết rồi đó, còn bao nhiêu giống nhau, máy móc rồi giống nhau hết luôn. Rồi thì cái con này mình thấy nó không có hao xăng gì lắm nha. Ở trên đây đồng hồ nó báo là 45 cây một lít thì ít hao xăng hơn cả một tay ga. Cái con này anh em không có chiều cao tầm 1m55, 1m53 vẫn có thể chạy được. Hoặc là anh em tập chơi mô tô mới muốn lên phân khối lớn từ từ thì đi con này, lỡ ngã nhẹ cũng không có tốn bao nhiêu tiền để mình sửa một cái con xe. Đẹp á, nhìn gọn gàng, đi trong thành phố đỡ mỏi hơn là cái con sport bike kia. Bọt bay thì nó mỏi hơn, con này rất là dễ ha. Màu đen nó Black Bender. Rồi luôn, Minh Biker sẽ tài trợ cho anh em khi mua xe này, sẽ tặng cho anh em một cái nón bảo hiểm luôn. Mình có đem ra xe này vài bữa mình sẽ quay một cái clip gọi là cho ta một cái clip giao xe cho ảnh. Mình có tặng một số, cho ảnh một số món quà. Còn cái xe này tặng luôn cho anh em cái nón bảo hiểm này, đội cho nó an toàn. Nón này thì mình mua 600, nay còn bảng giá nè. Tại anh em nó bảo hiểm, đi cho nó an toàn nha, 600 nè đó. Mình mua còn bảng giá luôn á, chứ không phải là tặng đồ cũ cho anh em đâu, mang tiếng chết á. Cái này là tặng cho anh em đó, kiểu như là mình thấy nó full bộ. Đây, ở đây sao có không nhện nè, thấy không? Đẹp không? Cái này là tặng riêng cho anh em nha, quà của mình tặng cho những anh em subscribe kênh và mua con xe này về tập chơi. Đây một cái nón. Rồi còn cái này nữa. Cái này là lâu lắm rồi. Cái này là hình như là cái của bạn mình nó cho á, là nó sẽ gắn vô đây, gắn vô đây. Đó là nó kiểu như cá mập độ vô đó, nó một cặp đi nè, gắn vô. Mình không rành mấy cái này nha, anh em xem. Mình sẽ gắn vô đó, gắn vô sao? Gắn vô sao ta? Thôi để gì đi, để anh em về anh em gắn nha. Thì gắn vô nhìn rất là đẹp. Đó, vậy nè. Nằm sẽ nằm vậy đó. Đó, rất là đẹp đó. Cái này là của bạn mình, nó cho mình. Mà khách có mua cái này thì cho luôn. Cái bộ này hình như cũng 1-2 triệu á. Nè, về mình sơn lại màu đen, mình gắn vô là bao ngầu. Tặng luôn cho anh em, anh em của Minh Biker xem clip. À, biển số xe này á, mình nói luôn, bản số xe này chủ xe ở thành phố Hồ Chí Minh mà bản số là lại ở Vĩnh Long. Anh em ở Vĩnh Long á, thì mua xe mà sang tên nó rất là rẻ tiền. Mình ưu tiên cho những anh em Vĩnh Long nha. Còn anh em ở tỉnh khác á, mua xe thì sang qua thì tốn đóng tiền thuế mấy trăm ngàn, tiền bản số 100 mấy chục ngàn, nữa là tốn cả triệu rồi tiền rút hồ sơ gốc nữa. Đó thì nó tốn cũng cỡ 3-4 triệu nữa đó. Nói chung là tốn vài triệu nữa để ra cái bản số mới. Còn anh em ở Vĩnh Long á, thì mua thì nó đỡ tốn hơn. Đây, bản số 64 là Vĩnh Long, đúng không ta? Không có rành nha. 64 là Vĩnh Long nè. Xe có độ hết đầy đủ luôn. Đây thì mình coi nè. Ở đây cái nhôm sinh đĩa nó vẫn còn ngon nè. Không có đến nỗi nào, mình kiểm tra rồi, nhôm sinh đĩa ngon. Máy thì đề lên rất là êm, chưa có mở máy gì hết. Đó, dàn áo thì đẹp, keng. Dĩa nè, qua coi cái dĩa, chưa có cái gờ lên nè. Dĩa này nó chưa có gọi là gờ lên, nó vẫn còn vẳng nè. Xe này chưa đi được bao nhiêu đâu, mâm này đã được sơn lại nha. Còn bảo vệ các nước nè, cũng kỹ đó chứ. Chủ này cũng kỹ xe chứ. Rồi bố thắng, mọi thứ còn ok, chưa có thay đâu. Vỏ nè, vỏ này thì mình khuyến cáo anh em là đi tầm 100-200 cây. Cái vỏ này là phải cỡ 7-8 ngàn cây, gần 10 ngàn cây nữa mới thay. Tại nó còn dày mà, dày mà, cái này đi được nhiều á. Còn anh em thích thay vỏ mới thì cho xe nó mới cũng bình thường, đâu có đến nỗi nào. Sao em thấy xe này bao nhiêu điểm Hiếu? Anh thấy xe này tầm 7.5 điểm. Tại vì ông này nè, ông gắn chín chắn gió. Mình mua cái chín chắn gió nữa, mình gắn vô là nó bị mất hết mấy cái lỗ này. Mấy cái lỗ này là lỗ gắn kính chắn gió nè. Đẹp không? Đầu đèn keng.
hai cái đầu này y chang nhau chứ, nó chỉ khác dàn nhựa thôi. Nó tiết kiệm chi phí mà, nhà sản xuất tiết kiệm chi phí để cho con xe. Đó, 44 triệu mua về quậy phá làm gì làm. Ngầu, đẹp. Tiếc là này không có phuộc upside down ha. Phuộc nó nhỏ, phuộc Suzuki nhỏ. Mà anh lại thích cái logo Suzuki cực đẹp, chữ S. Đẹp quá trời đẹp. Rồi, đó, đó là những gì mình báo cho mọi người đó. Thì anh em á, nhanh tay thì cọc thì mình sẽ trừ lại cho anh em. Mùa dịch này người ta không có làm giấy tờ á, thì anh em ấy thì inbox cho mình nhanh nha. Thì anh em nào trước thì mình sẽ để cho anh em trước thôi. Và một cái nữa là mình xin lỗi những anh em là inbox cho mình không đọc được. Bởi vì anh em nghĩ coi, rất mấy ngàn tin nhắn thì mình chỉ đọc được và mười mấy hai chục tin nhắn mỗi ngày thôi. Rất là nhiều công việc, cho nên mình xin lỗi những anh em mà mình chưa có đọc tin nhắn kịp được từ anh em, thì cho mình gửi đến lời xin lỗi. Mà dịp nào đó anh em sẽ gặp nhau. Còn những anh em mà thích mà gặp Minh á thì cứ đến showroom 204 Chợ Lớn, quận 6. Hỏi cái tầng mà ở đó có 4 tầng, hỏi cái tầng mà bán xe phân khối lớn là sẽ được gặp Minh. Rồi sao nữa, hết rồi, đâu có gì để nói đâu hả? Đó. Máy thì ngon lành. Đương nhiên á, những anh em mua xe cũ á là phải chày. Phải chày. Nếu như anh em muốn fix chày không cho nó chày nữa thì anh em cứ liên hệ mình sẽ giúp anh em cái khoản đó nha. Muốn fix cho nó như xe mới, đánh bóng lại hay là gì đó, tại vì mình muốn cho mọi người xem cho nó rõ. Thì xe này ha, nó chày ở những chỗ này đây, đây chày, chỗ này chày là do chân lên chân xuống nè, chày một miếng nè, đó anh em nhìn kỹ nha, chày một miếng. Thì chỗ này nó hơi xước xước xước, kiểu như là cái chân á. Thì xe cũ thì phải chịu chày thôi. Anh em mà muốn mua xe cũ mà không chày thì nên mua xe mới. Thì rồi ở đây hết rồi, ở đây không có, cái này cũng không luôn, không đó. Thì nó chày con xíu vậy thôi. Chỗ này là cái chân nè, cái chân đạp lên đạp xuống chày nè. Chỗ này cũng vậy nè, đó chày nè, chày miếng nè. Thì mấy cái này dễ lắm, phích một cái là hết liền à. Anh em muốn thì cứ nhắn tin cho mình là muốn y như xe mới thì nói mình tiếng, thì mấy cái này làm trong vòng 10 giây gì, một ngày ông nội, cho nhân viên làm một ngày á. Rồi như vậy là xong hết rồi đó. Chúc những anh em nào được sở hữu cái em xe này thiệt là ưng ý, cho anh em về chơi. Mấy con này nó mạnh lắm nha, chứ không phải là 150 là yếu đâu. Đừng nói là 150 là yếu, chạy là đã lắm á, đi phượt rồi. Những anh em mà đi tầm 100, 130, 140 là chạy mấy con này là ok rồi. Muốn chạy tốc độ cao, mình thấy là rất là đã. Bản đồng hồ nó, tụi nó y chang nhau luôn, đâu có khác gì đâu. Nè, bản đồng hồ nè. Con này 45 cây/lít, mình chạy mình đo. Xe mới chắc cầm 47, 48. Rồi. À, vết ngàn mới lấy về. Quên khoe cho anh em chứ. Đó, thằng con này đời 2016. Anh em nào muốn mua thì lên trực tiếp gặp mình. Thiệt sự, mua những con xe mấy trăm triệu thì khuyên anh em nên tới tận chỗ để mua nó. Đừng có mua, mà đừng có quá tin tưởng mình, mà lên mạng rồi kêu mình giao luôn. Mình muốn thiệt sự luôn, mình muốn anh em tới tận nơi để xem con xe nó mới chất. Mình mua con xe mấy trăm triệu mà mình lên xíu đâu có sao. Thì cho anh em nghe tiếng bô của vết ngàn nè ha. Nhiều anh em rất là thích vết ngàn. Đấy. Cái này người ta gọi là yêu em không hề nói phát, tình chúng mình tan nát như bốn ống bô vết ngàn. Rồi, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Và chúc anh em tìm được một cái con xe mà mình thích nhất, mình ưng ý nhất. Và cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Thì đó, đây là mình đã cố gắng kiếm cho những anh em những con xe như thế này rồi đó. Thì hy vọng cái chủ xe này đã có chủ, và hy vọng con này cũng có chủ luôn. Những ai mà tín đồ yêu thích cuồng màu đen thì hãy rước em nó về, rất là ngầu. Về chân vẫn đẹp, rẻ luôn, có 40 mấy triệu à. Rẻ hơn Winner X em mua là nhiêu, mua mới là nhiêu? 51 triệu luôn với tờ. Là xe cũ là cũng tầm 4 mấy đúng không? 4 mấy 3 mấy mà xe này
44 triệu, mà được Minmaker tặng mớ đồ chơi nữa, có bộ độ nữa. Thấy còn gì hơn không? Giờ bây giờ anh muốn chơi chơi sợp luôn. Anh sẽ tặng cho anh em một lon nhớt Voltronic 450 ngàn. Tặng cho anh em một lon nhớt luôn. Thì cho anh em chơi xe cháo bốc thôi. Mua xe mới về mình thay nhớt mới cho nó bốc. Thì anh em lần sau thì nói chung là mình tặng á, mình thả thính thôi. Lần này anh em mua xài được chạy được, bữa sau anh em tới ghé mình chơi tiếp. Nói chung là hai con xe này anh lỗ trong hai con xe này là con xe này anh fix hết luôn á, vàng sơn vàng đồ luôn á, là 1.2 triệu nè ha. Rồi tặng cái nón xe này là 1 triệu nè, là 2.2 triệu nè. Rồi đồ lặt vặt nữa là 2 triệu mấy, con xe này á 1 triệu mấy nữa. Con xe này 1 triệu mấy, 2 triệu nữa, hai con xe. Nói chung là cái đó nó không là gì đâu, chủ yếu là cái tình nghĩa anh em mình chơi với nhau thôi. Tại vì anh em mua xe á là chúng ta còn gặp nhau rất là nhiều lần nữa. Đó, đối với mình là vậy, tình nghĩa thôi. Còn á, mọi người hỏi tiền Minh kiếm đâu, thì thực chất á, nhà Minh có công ty. Rồi Minh có đi quay phim. Rồi Minh làm YouTube, làm rất là nhiều việc. Minh làm một ngày á làm phải 4-5 công việc luôn. Rồi nay mình nhập nhớt về bán cho anh em nữa, rất là nhiều việc. Những người chơi với mình thấy họ mình rất là bận tất bật liên tục luôn. Nhưng mà mình vẫn cố gắng nha, dành một chút thời gian nho nhỏ ra quay clip cho anh em, để cho anh em lựa chọn những con xe theo đuổi đam mê. Nãy giờ nói nhiều quá rồi. Bye bye mọi người.